Chào các bản tin nhanh 24/7. Tin tức an ninh nổi bật nhất 24 giờ qua, ngày 6 tháng 4. Cha dưỡng 4 lần hiếp dâm con gái riêng của vợ hờ. Ngày 4 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mang Thít, Vĩnh Long cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tấn, 37 tuổi, huyện Mang Thít để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em. Thông tin ban đầu, vào khoảng 4 năm trước, chị N, 33 tuổi, quê Cà Mau, dẫn con gái lên thuê phòng trọ tại huyện Mang Thít làm thuê kiếm sống. Thời gian này, chị N đã quen với Tấn, có hai đời vợ và cả hai dọn về sống chung. Ngày 3 tháng 2, tức mùng 7 Tết, nhân lúc chị N đi bắn, Tấn dùng vũ lực cưỡng hiếp con riêng của vợ hờ. Lúc bé này mới 13 tuổi, thời gian sau đó Tấn tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại và đe dọa cấm bé gái nói sự thật với người lớn. Triệt phá điểm bán ma túy khủng của người đẹp Cẩm Tú. Đang là sinh viên cao đẳng, Tú đã bỏ học về quê kinh doanh, rồi dần hình thành đường dây ma túy lớn nhất trên địa bàn. Vượt qua rất nhiều khó khăn, lực lượng công an mới triệt phá được đường dây ma túy khủng này. Chúng tôi có căn nhà ở số 18 đường Nguyễn Hoàng, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, do bà Phan Thị Vinh, sinh 1970 làm chủ. Đây là điểm bán ma túy của Hồ Thị Cẩm Tú, sinh 1991, ngụ khu phố 5, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, dùng để tàn trữ mua bán chất ma túy, vừa bị lực lượng công an huyện Triệu Phong triệt phá. Vụ bắt trẻ sơ sinh ngay tại nhà gây chấn động. Trong những ở bệnh viện nơi có rất nhiều qua lại, an ninh lỏng lẻo, mà ngay tại nhà riêng, những đối tượng này còn bắt cóc trẻ sơ sinh bất chấp làm liều. Lào Cai, bé 2 tháng tuổi bị bới trộm khi mẹ đang bán hàng. Ngày 4 tháng 4 mới đây, chúng tôi được biết công an tỉnh Lào Cai đã giải cứu thành công bé gái 2 tuổi sau 3 ngày bị nhóm thanh niên bới trộm định đưa sang Trung Quốc bán. Cựu phó trưởng lãnh án tù chung thân vì lừa đảo hơn 51 tỷ đồng. Ngày 4 tháng 4, Tòa án dân huyện Hà Nội tuyên phạt Trần Ngọc Hưng, 55 tuổi, cựu phó trưởng tổ chức cán bộ Ban dân vận Trung ương tù chung thân, Nguyễn Thị Bích, 53 tuổi, vợ Hưng, 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin ban đầu được biết, trong thời gian từ cuối tháng 10 năm 2010 cho đến tháng 12 năm 2001, vợ chồng Hưng đã có hành vi gian dối thông qua việc ký kết rất nhiều hợp đồng chuyển nhượng và thế chấp, chiếm đoạt hơn 51 tỷ đồng của ngân hàng và nhiều người khác. Phát hiện thi thể trong bao ni lông gần địa điểm cô gái Sâm Hoa Hồng đã bị giết. Trước đó, vào chiều tối ngày 3 tháng 4, người dân ở khu vực Đồng Trống tại quốc lộ 51, khu du lịch Làng Tre đã bỏ hoang tại ấp Phước Lập, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, thì thấy có một túi ni lông lớn nên nghi vấn, họ đã gọi điện thoại cho công an để trình báo vụ việc. Nhận được tin báo, công an Bà Rịa Vũng Tàu đã có mặt phối hợp với đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường. Nhà chức trách nhận định trong bao ni lông là thi thể người đang trong quá trình phân hủy. Nạn nhân còn xương và tóc, không thể nhận dạng được. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.